Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và tôi là Xuân Tú sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết. Công an Hưng Yên phát động học tập gương hy sinh của 3 cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy ở quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Quy hoạch cụm công nghiệp Kim Động và cụm công nghiệp Chính Nghĩa nằm trên địa bàn huyện Kim Động. Án chung thân cho đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Phát hiện xử lý hơn 54.000 vụ buôn lậu, vận chuyển hàng trái phép. Hỏa hoạn thiêu rụi 11 căn nhà ở Phú Quốc. Trong những ngày qua, nhân dân và cán bộ chiến sĩ cả nước vô cùng xúc động trước sự dũng cảm hy sinh của 3 cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội khi đang chiến đấu với giặc lửa. Sáng nay, Công an tỉnh Hưng Yên phát động phong trào thi đua học tập những gương dũng cảm hy sinh trong toàn lực lượng. Phát động phong trào thi đua, lãnh đạo Công an tỉnh đề nghị toàn lực lượng học tập bản lĩnh, ý chí, kiên cường, xả thân trong thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ tài sản tính mạng nhân dân của 3 cán bộ chiến sĩ vừa hy sinh, đồng thời kêu gọi các tầng lớp nhân dân, tổ chức chính trị xã hội nâng cao cảnh giác, chủ động phòng chống cháy nổ, tăng cường kiểm tra rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn. Công an tỉnh Hưng Yên cũng tổ chức quyên góp ủng hộ, chia sẻ đau thương mất mát với thân nhân của 3 cán bộ chiến sĩ vừa hy sinh. Ủy ban nhân dân huyện Kim Động vừa công bố đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Kim Động và cụm công nghiệp Chính Nghĩa. Hai cụm công nghiệp này được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt có tổng diện tích khoảng 150 ha, nằm trên địa bàn 3 xã Chính Nghĩa, Nhân La và Phạm Ngũ Lão, sẽ tập trung thu hút các dự án đầu tư theo các ngành nghề sản xuất công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử, ô tô và các dự án sử dụng tiết kiệm năng lượng công nghệ sạch, không gây ô nhiễm môi trường. Cả hai khu công nghiệp Chính Nghĩa và Kim Động đều nằm giáp với tuyến đường bộ nối hai cao tốc Hà Nội Hải Phòng và cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình, rất thuận lợi về giao thông để thu hút các doanh nghiệp và đầu tư sản xuất kinh doanh. Hiện nay ngành công nghiệp hỗ trợ ở tỉnh Hưng Yên mới ở giai đoạn đầu của sự phát triển với gần 260 doanh nghiệp ở 6 lĩnh vực. Hưng Yên có nhiều doanh nghiệp dệt may lớn nhưng hiện chỉ có 41 doanh nghiệp hỗ trợ lĩnh vực này, chiếm tỷ trọng 2,3%, cùng một số doanh nghiệp sản xuất sơ sợi, vải dệt, chỉ thêu và nhuộm. Phần lớn các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Các ngành cơ khí chế tạo và công nghiệp công nghệ cao có tỷ trọng cơ sở công nghiệp hỗ trợ còn rất thấp, chủ yếu là gia công và lắp ráp cụm linh kiện. Theo mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Hưng Yên sẽ phát triển công nghiệp hỗ trợ thành ngành quan trọng, đủ năng lực sản xuất và cung cấp linh kiện, phụ tùng cho một số ngành công nghiệp trong nước. Đến năm 2045 sẽ tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Vũ Thị Hà, sinh năm 1989 ở thôn Đặng Đinh, xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, phạm tội làm giả và sử dụng con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 4 năm 2021, Vũ Thị Hà đã mua 5 con dấu và 42 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả. Sau đó, tự soạn thảo, làm giả hợp đồng để chuyển nhượng 6 thửa đất và thế chấp 31 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để vay tiền của các cá nhân rồi chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 40 tỷ đồng. Tòa tuyên phạt bị cáo Hà hình phạt chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 5 năm tù về tội làm giả và sử dụng con dấu của cơ quan tổ chức và buộc phải trả lại số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại. Chiều qua ngày 3 tháng 8 tại xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào xảy ra một vụ đuối nước làm bé trai 11 tuổi tử vong. Theo người dân cho biết vào khoảng 16 giờ cùng ngày, cháu Nguyễn Ngọc Thái ở thôn Tiên Xá 2 cùng một số bạn đến tắm tại ao bơi ở thôn Cẩm Quan cùng xã Cẩm Xá. Do bơi chưa thành thạo nên cháu Thái đã bị đuối nước. Vụ việc thương tâm xảy ra thêm hồi chuông cảnh báo các ngành, đoàn thể địa phương cần phối hợp với các gia đình thường xuyên quản lý, giám sát trẻ em trong thời gian nghỉ học, nghỉ hè tại các ao bơi để đảm bảo an toàn, phòng chống đuối nước cho trẻ. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành thông tư số 02/2022 quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện. Theo quy định tại thông tư này, viên chức chuyên ngành thư viện sẽ được bổ sung chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng 1. Đây là hạng chức danh mới và cao nhất trong các chức danh nghề nghiệp thư viện được áp dụng ngạch lương của viên chức loại A3. Hệ số lương từ 5,75 đến 7,55. So với quy định trước đây, thư viện viên hạng 4 thay đổi từ hệ số lương cố định bậc 2, hệ số 2,06, áp dụng ngạch lương của viên chức loại B, hệ số lương 1,86 đến 4,06. Các chức danh thư viện viên còn lại không thay đổi hệ số lương. Ngày 3 tháng 8 năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư số 13
2022 sửa đổi bổ sung chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm thông tư 32/2018. Theo đó, môn học lịch sử từ môn học lựa chọn được bổ sung vào môn học bắt buộc. Chương trình giáo dục phổ thông có các môn học hoạt động bắt buộc gồm ngữ văn, toán, ngoại ngữ 1, lịch sử, giáo dục quốc phòng và an ninh, giáo dục thể chất, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, nội dung giáo dục của địa phương. Số môn học lựa chọn được điều chỉnh còn 9 môn và không chia thành các nhóm môn. Học sinh chọn 4 môn học trong 9 môn lựa chọn gồm giáo dục kinh tế và pháp luật, địa lý, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, công nghệ, âm nhạc và mỹ thuật. Chương trình giáo dục môn lịch sử mới có thời lượng là 52 tiết một năm. Thông tư này hiệu lực từ ngày 3 tháng 8 năm 2022. Dịch sốt xuất huyết tại Nghệ An đang có những diễn biến phức tạp. Số ca bệnh ngày một tăng nhanh, trong đó nhiều ca bệnh diễn biến nặng, nguy hiểm. Tính từ đầu tháng 6 đến nay, tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 207 bệnh nhân sốt xuất huyết tại 7 địa phương. Đáng chú ý, trong đợt dịch này có nhiều bệnh nhân chuyển biến nặng, phải chuyển tuyến để điều trị. Ngành chuyên môn dự báo thời gian tới dịch sốt xuất huyết sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp tại Nghệ An. Cùng với đó, số ca mắc mới COVID-19 tiếp tục gia tăng và sự xuất hiện của cúm A đang đặt Nghệ An đứng trước nguy cơ dịch chồng dịch, gây nên tình trạng quá tải cho ngành y tế. Trong 6 tháng đầu năm nay, Ban chỉ đạo 389 các bộ ngành chức năng cả nước đã phát hiện xử lý hơn 54.000 vụ việc vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại. Trong đó có hơn 5.200 vụ buôn bán vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu, hơn 47.700 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế, hơn 1.000 vụ hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ, thu nộp ngân sách nhà nước trên 3.700 tỷ đồng. Nhiều vụ việc, vụ án, đối tượng cầm đầu, đường dây ổ nhóm, tụ điểm phức tạp về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được các lực lượng chức năng phát hiện xử lý kịp thời, tạo sự răn đe, phòng ngừa, góp phần lành mạnh ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng người tiêu dùng, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chân chính, bảo đảm an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Hiện nay thời tiết nắng nóng, nhiệt độ tăng cao, người dân chỉ cần sơ sẩy là nguy cơ hỏa hoạn có thể xảy ra. Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 3 tháng 8 tại phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cũng đã xảy ra một vụ cháy làm thiêu rụi hoàn toàn 11 căn nhà tạm và ảnh hưởng đến 4 căn nhà khác. Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bắt nguồn từ một ngôi nhà không có người ở trong khu vực, sau đó nhanh chóng lan sang các ngôi nhà bên cạnh. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân sống trong khu vực đã chi hô, nhanh chóng rời khỏi hiện trường để bảo vệ tính mạng, đồng thời báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy. Lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Kiên Giang, Công an thành phố Phú Quốc điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng và nhiều chiến sĩ đến dập lửa. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. 5 giờ sáng nay, tại cao tốc Trung Lương, tỉnh Tiền Giang cũng xảy ra một vụ cháy xe ô tô tải chở hàng hóa trên tuyến cao tốc đã gây thiệt hại nhiều tài sản. Theo thông tin ban đầu, tài xế Nguyễn Văn Vũ, tỉnh Bến Tre điều khiển xe ô tô tải chở hàng lưu thông trên tuyến cao tốc theo hướng thành phố Hồ Chí Minh về Tiền Giang. Khi đến địa bàn xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì đột nhiên bốc cháy dữ dội. Tài xế và hai phụ xe nhanh chóng điều khiển phương tiện đi vào làn rừng khẩn cấp, xuống xe rồi dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành, ngọn lửa bốc cao lan ra khắp xe. Vụ cháy không gây chết người nhưng thiệt hại nhiều tài sản. Quốc gia châu Phi Somalia đang trải qua năm hạn hán nghiêm trọng thứ tư liên tiếp. Hàng triệu người tại quốc gia này đang cần viện trợ nhân đạo. Văn phòng điều phối nhân đạo của Liên Hợp Quốc công bố báo cáo cho biết, hiện tại hơn 90% diện tích tại Somalia trải qua hạn hán với mức độ từ nghiêm trọng đến cực đoan. Hạn hán nghiêm trọng cùng với nạn đói, suy dinh dưỡng và dịch bệnh bùng phát đã khiến 918.000 người dân nước này phải rời bỏ nhà cửa để tìm kiếm nơi lập nghiệp mới. Từ tháng 1 đến nay, các tổ chức nhân đạo đã tiếp cận hơn 4 triệu người trong tổng số 7 triệu người dân nước này bị ảnh hưởng bởi hạn hán cần được hỗ trợ. Chính phủ Hà Lan tuyên bố tình trạng thiếu nước toàn quốc do sóng nhiệt kéo dài, kêu gọi người dân sử dụng tiết kiệm nước. Chính phủ Hà Lan cho biết thiếu nước đang gây ảnh hưởng tiêu cực, đặc biệt đến lĩnh vực hàng hải và nông nghiệp. Người dân được khuyến cáo cân nhắc khi sử dụng nước cho các mục đích không thực sự cấp thiết. Hà Lan đang trải qua mùa hè khô hạn bất thường với dự báo không có mưa trong 2 tuần tới. Trong bối cảnh phần lớn châu Âu đang bị bao phủ bởi một làn sóng nhiệt kéo dài, đẩy nhiệt độ nhiều khu vực vượt ngưỡng kỷ lục. Một công ty chuyên về lĩnh vực giao thông tại Canada thông báo bắt đầu xây dựng sơ bộ một đường ống tàu siêu tốc có tốc độ tối đa lên tới 1.200 km/h. Theo đó, hệ thống vận chuyển FlexZ có tốc độ siêu cao của công ty Transport hứa hẹn sẽ ứng dụng những sáng kiến đột phá về lực đẩy, năng lượng sạch, truyền điện không tiếp xúc. Hệ thống này giảm tối đa lực cản gió bằng toa tàu chạy trong đường ống chân không, vận chuyển người và hàng hóa trên khắp cả nước ở tốc độ siêu nhanh. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin 18h30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.